Chào các bạn đã đến với kênh của Trần Vương. Hôm nay Trần Vương cùng Sao mẹ sẽ vậy? thực hiện cái món canh dừa, món của Bến Tre, của những năm thập niên 90, năm 2000. Thì món canh dừa này chúng ta có thể là ăn với cơm hoặc là chúng ta ăn như những cái món chè thông thường. Đặc biệt là có thể ăn cơm với khô, với cơm rất là ngon. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị khoai lang. Canh dừa này Trương sẽ nấu với khoai lang. Thì một số người có thể người ta bỏ thêm bí rợ hoặc là khoai mì. Mình thì mình nấu đơn giản thôi. Hôm nay nấu đơn giản thôi, mình nấu là với khoai lang thôi, với bột khoai một quán, nước cốt dừa và mít. Mít này ở quê ba mới gửi lên, ở Bến Tre mới gửi lên bên thành phố, nên là sẵn tôi tiện mình nấu luôn. Thì chúng ta sẽ sắc ra nước bạc và chúng ta sẽ lọt vỏ hộp và chúng ta làm những miếng vừa ăn như thế này. Đấy, công đoạn tiếp theo của chúng ta là chúng ta chuẩn bị bột khoai với bột bán. Thì bột khoai bột bán này chúng ta sẽ ngâm bằng nước ấm để cho nó mau nở hơn. Thì mình sẽ cho một miếng nước ấm vào để mình ngâm nha các bạn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị nước cốt dừa. Nước cốt dừa này bạn có thể mua, nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể mua trực tiếp vào chợ, nó sẽ dắt sẵn cho mình. Thì bạn sẽ nhớ lấy thêm cái phần nước dảo để chúng ta nấu thêm cho nó ngon ngon. Còn hoặc là bạn mua dừa về bạn tự dắt, thì mình dắt mình cũng sẽ lấy thêm cái phần nước dảo và phần nước cốt bạn sẽ để riêng. Phần nước cốt chúng ta sẽ bỏ vô cuối cùng của khi món ăn gần hoàn thành. Bỏ vô sớm quá thì chúng ta sẽ ra cái chất dầu nó sẽ không ngon và nó gây ngán. Nên là các bạn cho nhiều quá thì nó ngọt lắm, chúng ta ăn sẽ rất là ngán. Cứ làm đi. Đang rồi. Nó nóng rồi. Rồi chúng ta sẽ bật bếp lên nấu. Khoảng 10 đến 15 phút cho nó sôi rồi phát ra chín. Này để lại đây à? Rồi để đó. Rồi để vậy đi, nấu hồi để vậy. Là để vô là nó có vô đây hết hả? Rồi để đi. Qua canh chua còn nguyên. Rồi.
Tôi có phải giúp bột đâu có bột nó tốt hả bột mà nó tốt chưa nó bột đi tốt hiểu rồi đâu có bột nóng chúng ta nấu khoảng chừng 5 phút thì bắt đầu cái nồi chúng ta bắt đầu sôi các bạn. Thế những cái trắng trắng này là nước cốt dừa ấy nha, chúng ta bọt nên chúng ta sẽ nấu một tí nữa khoảng chừng 3 đến 5 phút nữa để cho khoai nó chín. Chúng ta sẽ cho tiếp những cái nguyên liệu khác vào. Chúng ta sẽ có một cái món canh dừa thơm ngon. Cái món này chúng ta có lấy ăn với khô chiên với cơm và rất là tuyệt vời, hoặc chúng ta có thể ăn không cũng được, ăn không với chè cũng được. Món này của thơ mình cũng hay ăn, nhưng mà những năm sau này cũng ít có ăn, thì giờ có nhiều thứ đầy đủ quá. Ít có nấu, hôm nay mình sẽ tái hiện lại cho một số bạn nào không biết thì có thể tìm hiểu món này ăn. Để nấu với mứt, với khoai lang, chúng ta có thể bỏ thêm đó là khoai mì bỏ vô cho nó ngon hơn.
ta nha, nhỏ lửa tí xíu để câu nó có chạy nước. Khoai vô sau khi chúng ta lột cho cái khoai nó mềm tương đối thì chúng ta sẽ bỏ vào. Tiếp tục chúng ta sẽ bỏ bột khoáng vào. Chúng ta nấu bột khoáng khoảng chừng 1 đến 2 phút để cho nó chín bột khoáng. Đầu tiên là bột khoai. Chín bột khoai, chúng ta chơi chín bột khoai. Chúng ta nấu khoảng chừng 1 phút cho chín bột khoai. Cho nó có màu sắc rất là đẹp. Thank you.
mình cho phần bao tức này, cho bát nó cũng chín. Nấu khoảng 3 phút rồi bắt đầu để bột bán vô. Nó sẽ bấy ngon. Món sau khi hoàn thành nha các bạn, thì mình bỏ một bát nhân nhiều nên nó hơi đặc, mình bỏ một bát nhất thôi, chứ cái gì nhiều tí để cho nó lỏng lỏng, mình có thể cho với cơm hoặc mình ăn với chè, để sắp cho ăn cơm với khô này, rồi mình có thể đặt một chén cơm, thì như này mình sẽ ăn với cơm nhé, đây mình có một chén cơm, mình chè mình muốn rất là ngon. Còn cái món này là cũng mình làm ấy, mình sáng mình nấu đây. Xin cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Thì mình cũng hy vọng mình chia sẻ cái video clip về món canh dừa này cũng giúp các bạn nhớ lại những kỷ niệm của ngày xưa. Thì nếu các bạn thích, các bạn có thể làm theo video của mình. Thông tin chi tiết mình sẽ để trong phần mô tả video. Nếu bạn có thể yêu thích mình, muốn ủng hộ mình làm tiếp những video mới hay hơn, hấp dẫn hơn, thì bạn có thể đăng ký kênh, like và share cái video này. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.